Mời các bạn cùng xem công nghệ hàn mic nha. Hàn mic sắt rất là dày, sắt 2 phân, tôn 2 phân. Trên này đấy. Nghĩ là cứ nghĩ là mình cầm cái này à? Thì cái mũi hàn mình hàn được một tí, còn được nữa. Nhưng mình cầm không phải là mình cầm thẳng nghiêng hẳn nếu còn nên mình dí thẳng mỏ xuống này. Thank you.
thứ nhanh ha. Chính của nó phải hàn kéo đẩy lên đấy. Có xỉ ra được, kéo về cũng ngon phết đấy. Người thấy hoa nó hàn là toàn phải hắn con để lên mới không quen tay
lỗ rồi. Tí. Ủa kìa, anh ăn to quá. Góc phải góc rồi.